Thưa quý vị, Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Chí Học, 37 tuổi, trú tại quận Hoàng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lợi dụng lòng tin của nhiều người vào vỏ bọc hoàn hảo và các mối quan hệ của mình, Nguyễn Chí Học đã kêu gọi đồng nghiệp, người quen và cả những người trên mạng xã hội đầu tư mua nhà ngột bên bị ngân hàng phát mãi giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền lên đến 16 tỷ đồng. Trong quá trình làm việc tại một công ty bất động sản, Nguyễn Chí Học đã sử dụng nghiệp vụ về môi giới, định giá bất động sản, hỗ trợ một số đồng nghiệp và đã từng giúp đỡ họ lướt sóng thành công nhiều lô đất. Bằng hình thức tạo dựng được lòng tin trong một thời gian dài, đối tượng đưa ra thông tin giả rằng có mối quan hệ với nhiều người làm trong ngân hàng và lãnh đạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, biết được các nguồn nhà giá sập hầm thấp hơn từ 20 đến 30% so với giá thị trường hoặc nguồn hàng ngột bàn bị ngân hàng phát mãi giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì tin tưởng nên nhiều người đã đầu tư. Khi mà nhìn vào thì đối tượng cũng là rất là tử tế, hiền lành và gia đình cũng rất có điều kiện. Vậy nên là khi đối tượng mà trong một buổi gặp gấp thì chỉ đề cập vấn đề về đặt cọc nhà như vậy và cần huy động gấp một số tiền như vậy, thì dựa theo cái niềm tin đã có từ sẵn từ rất lâu rồi thì tôi cứ vậy mà tôi chuyển tiền thôi. Với thủ đoạn này, Học đã kêu gọi các đồng nghiệp khác cùng tham gia góp vốn để đặt cọc mua lại những bất động sản với mức lợi là 3% dựa trên giá trị bất động sản. Ban đầu, Học chỉ trả lợi nhuận đúng cam kết. Đến khi số tiền lên đến hàng tỷ đồng thì bị đối tượng chiếm đoạt. Xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo, đối tượng đã chiếm trọn niềm tin của người bị hại. Do đó, nhiều người tham gia góp vốn cũng không hề biết bất kỳ thông tin về các căn nhà đã đầu tư. Vì gần như là đặt niềm tin, đâm ra là truy vấn bạn những cái điều đó thì bạn ấy cũng nói là nó là bí mật trong cái vụ làm ăn đấy và bạn không thể tiết lộ được, và bạn dùng những hình ảnh của những người có ảnh hưởng cũng như là những người lại liên quan đến chính trị để bạn ấy dập với cái việc mà tò mò của mình, nên là nhiều khi mình cũng không có đề cập sâu quá được. Bước đầu, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của năm bị hại với số tiền bị chiếm đoạt trên 16 tỷ đồng. Đánh vào tâm lý muốn đầu tư, lợi nhuận ban đầu hấp dẫn, cao gấp nhiều lần so với đầu tư các bất động sản trên thị trường, nhiều người đã sập bẫy. Hiện nay, những vụ việc lừa đảo bằng hình thức chiêu dụ đầu tư môi giới bất động sản đang diễn ra rất phổ biến. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện giao dịch. Bà con của chúng ta là hết sức là thận trọng và xác thực được cái tính thực tế của các cái dự án, tránh tin tưởng cũng như tránh cái việc mà bị những cái chiêu dụ của các đối tượng lừa đảo, nhất là những đối tượng lừa đảo đưa ra các cái dự án không có thật với hứa hẹn hoặc là chuyển tiền lợi nhuận ban đầu rất lớn trên mạng xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục thông báo cho những ai là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc nêu trên, đề nghị liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự số 47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng hoặc số điện thoại 0935 356 589 để được điều tra viên giải quyết.